Chào các anh em đang xem miền Tây Sola ha. Nay là tối ngày thứ hai anh em, ngày 5 tháng 9 2022, ngày tụ trường của tất cả các em học sinh trên cả nước. Thì sáng mình cũng đi dự khai giảng năm học mới anh em, nhưng mà năm nay thì khai giảng xong rồi thì ai về nhà nấy, về nhà chuẩn bị hành trang sẵn sàng để sáng ngày mai là sáng thứ ba sẽ bước vào ngày dạy đầu tiên đó. Thì chúc tất cả các anh em có con em ha, tất cả các em cháu và tất cả các học sinh trên cả nước có một năm học mới đầy thắng lợi ha. Mình thì trưa giờ về mình quần quần công chuyện tùm lum la hết, cho nên bây giờ hơi đuối rồi mọi người. Thì trước mặt hai anh em ở trước mặt các anh em là hai cái GDT 100 để gửi cho anh Hoàng ở nhà C7 khu phố 5 phường Đông Sơn thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa. Thì anh Hoàng ảnh ban đầu anh định lấy một cái tên trăm thôi, nhưng mà một cái tên trăm thì giá 480 cộng phí ship. Còn cái mình khuyên ảnh thôi, giờ lấy hai cái đi có 450 à. Vậy thì khi mà hai cái anh em được giảm tới 60.000 nữa, đúng không? Mỗi cái giảm 30 là hai cái giảm 60.000, mà phí vận chuyển của hai cái này nè là hiện tại bây giờ nó không có tới 60.000 nữa đó, phí vận chuyển có chừng 450.000 à, mà mình giảm anh em được 60.000 luôn rồi. Vậy là mình còn bao hơn là bao phí vận chuyển cho anh em nữa đó, thấy không? Vậy thì mình thấy mình cũng rất là vui rồi. Nói chung là mình bao được cái phí vận chuyển cho anh em là mình cũng rất là vui đó. Anh em đam mê thì cứ liên hệ mình nha, chứ mình đã cố gắng trao đổi với bên bưu điện rất là chân thành, và bên bưu điện cho mình một cái phí ship gọi là mơ ước ha, phí ship rất đáng mơ ước. Hai cái đèn này anh em được giảm 60.000, phí ship chắc chắn không tới 60.000, chừng 40 à. Đấy, rất là tuyệt vời luôn ha. Thôi giờ trở lại với hai cái đèn của anh Hoàng ở khu phố 5, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Mình không biết phong thủy làm sao đó mọi người, mà 3 ngày nay mình bán GDT 100 á, là nó hết gần cả chục thùng rồi đó anh em. Rất là nhiều luôn, anh em mua GDT 100 rất nhiều luôn. Có một số anh em mình gấp quá, mình giống như là mình đi giao hàng á mọi người, nhanh quá mình không kịp quay video. Cũng có vài anh em á là mua hàng mà tới tận nhà rồi lấy hàng chở về bằng xe hơi rồi xe hai bánh rồi để về phân phối đại lý đó. Cho nên những cái video cái đó thì mình cũng không có quay video được, tại vì rút kinh nghiệm từ quá khứ, anh em đến nhà mình mua hàng mà mình cầm cái điện thoại mình quay anh em thì cảm thấy nó hơi phím nhã quá, cho nên mình không có quay ha. Vì nào có bà xã mình rồi nó lén lén rồi nó quay vài khúc vậy thôi, chứ còn lúc này thì anh em tới nhà lấy hàng mình không có quay nữa. Các anh em thợ đồ đó giờ tới nhà lấy hàng rất là nhiều. Thì các anh em thợ là gì anh em? Là cái mối bạn hàng thân thiết mà chân tình mà lâu dài lắm, cho nên anh em mà cất công tới nhà mình là mình giảm được cỡ bao nhiêu là mình sẵn sàng mình giảm khô máu luôn mọi người. Ví dụ như mình lãi cái đèn được 30.000, mình sẵn sàng giảm, đúng ra người ta sẽ giảm cho anh em 10.000, người ta giữ lại 20.000 đúng không? Không, mình cũng có nói chuyện hợp ý, hoặc là mình thấy anh em đi lắp vất vả nắng mưa nó vất vả tới nhà mình rồi này kia, mình có thể giảm cho anh em 20, mình giữ lại 10 đồng lời thôi đó, đủ để mua sữa con bú được rồi ha. Chứ còn vấn đề mà lời nhiều đối với các anh em thợ thì điều đó nó không quan trọng rồi ha. Các anh em thợ đã đi lắp rốt vất vả cho người ta đội mắng nắng dầm mưa tới nhà mình lấy đồ thì mình sẽ giảm cho anh em hết mức có thể ha. Thôi bây giờ trở lại với hai cái đèn của anh Hoàng. Thì T100 tấm pin là 10W, bộ pin lưu trữ là 10 Ah, 132 con led 2835 đó. Nói về độ lớn thì cái tấm pin này chiều dài của nó là 3,5 tấc, chiều dài 3,5 tấc ha, mình cũng đã nhớ trong đầu rồi. Chiều dài nè 3,5 tấc nè, chiều rộng là 2,35 tấc, còn cái đèn á là chiều rộng á là 2,85 tấc. Chiều dài 2,85 tấc, còn chiều rộng là 2,5 tấc đó. Thì cái vấn đề của chúng ta ở đây, một số anh em hỏi mình là những cái đèn này sao tấm pin nhỏ quá vậy, giờ mình độ tấm pin lớn lên được không? Thì tấm pin này nó phù hợp với cái bộ pin lưu trữ bên trong đây, và bộ pin này nó phù hợp cho những con led này, cho nên bây giờ anh em độ cái tấm pin lên thì sạc nó mau đầy, nhưng mà đâu ít lợi đâu mọi người. Ví dụ như tới mới 10 giờ sáng là nó đầy rồi, vậy thì cái ánh nắng buổi chiều là kể như là phí bỏ uổng sao,
phải không? Đó cho nên nó phù hợp anh em, chứ không phải là mình gắn cái gì bự lên là ngon ngon ha, nó phải phù hợp. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là anh em có nhiều anh em hỏi mình á, đèn JD thì chưa thấy nha, nhưng mà MK có vậy nè, sao tự nhiên ấy, ban đêm tắt đèn đi ngủ rồi, đèn năng lượng nhưng mà anh em vẫn tắt đèn đi ngủ rồi, sao tự nhiên 1 giờ khuya nó bực nó cháy vậy hả anh em? Sao tự nhiên 1 giờ khuya nó cháy vậy? Đó, tự nhiên mà đèn MK thì thường, có đèn JD thì ít, tự nhiên 1 giờ khuya mấy cái đèn trong nhà nó cháy lên, ở có ma bắt đèn hay sao, phải không? Anh em hỏi thăm mình cái vấn đề rất là nhiều. Thì câu trả lời là gì mọi người? Đây, mình lấy cái này mình che lại, che tấm pin lại. Che không hết nè hả? Kiếm cái gì che tấm pin lại nè. Rồi, che tấm pin lại. Rồi, thì đèn nó sáng liền anh em thấy không? Che tấm pin đèn sáng liền. Rút ra. Đèn tắt liền thấy không? À, chưa tắt hả? Tấm bên đây chưa rút rồi, rút bên đây. Đèn tắt liền thấy không? Vậy là anh em thấy là hiểu cái gì rồi mọi người. Cái tháng này là cái tháng mưa, cho nên là ban đêm có nhiều khi trời nó sấm chớp anh em. Khi nó sấm chớp thì nó sẽ phát ra ánh sáng, mà phát ra ánh sáng là tấm pin này nó sẽ hấp thụ năng lượng. Nó hấp thụ năng lượng thì cái đèn này nó tưởng đâu á là ban ngày. Đó, rồi một lát nữa hết sấm chớp, trời tối lại thì nó tưởng ban đêm. Vậy thì từ ngày qua đêm cái đèn nó sẽ bật sáng lên theo cái chế độ tự động của nó. Ok không mọi người? Ha. Đó, trời sấm chớp là đèn nó bật sáng lên, lý do là vậy đó mọi người. Bởi ban đêm thì nhiều khi mấy cái đèn năng lượng nhà mình tắt rồi mà nó vẫn bật sáng lên ha. Chuyện đó cũng bình thường, không có sao cả. À, có người lại hỏi mình, ủa sao cái đèn của em cái này nó bật sáng lên mà cái kia nó không bật sáng lên? Thì chúng ta xem lại là hai cái đèn đó nó khác hãng anh em. Nó khác hãng thì cái mạch sạc nó khác nhau và cái quy định của mạch sạc nó khác nhau, cho nên là nó hấp thụ cái năng lượng nó khác nhau, và nó cái bật lên cái không là chuyện cũng bình thường. Đó, còn nhiều câu hỏi hóc búa khác. Ví dụ như anh em hỏi, ủa hai cái đèn giống nhau mà tại sao cái này cháy được tới sáng, cái này mới 4 sáng hết điện? Đó, thì anh em phải coi lại hai cái tấm pin nè, có hợp lý ánh sáng chưa. Nhiều khi tấm này hợp lý mà tấm bên đây không hợp lý. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà hai tấm pin đã hợp lý rồi mà hai cái đèn nó lại bị so le như vậy, vậy là do bộ pin lưu trữ. Anh em biết trong đồ điện tử không có cái gì giống nhau tuyệt đối 100%. Không, bộ pin này đừng nói nó giống y gan bộ pin này là không đúng. Nó phải có chênh lệch, thấy không? Rủi ro chênh lệch rất nhiều, cho nên là bình thường, mấy chuyện đó bình thường mọi người ha. Nó đừng có tệ quá thôi, còn ví dụ như nó được khoảng 4 5 giờ sáng nó tắt thì cũng là đáng quý rồi. Đấy, không phải là mình, nhiều anh em nói kỳ vậy. Người ta mua đèn người ta muốn cháy sáng đêm mà. Muốn cháy sáng đêm là lấy những cái loại đèn loại 1 anh em, pin nó dư giả luôn, dư giả luôn. Còn những cái loại T 100 200 300 là pin phải có ánh nắng sáng tốt thì nó mới được nguyên đêm, chứ không ấy là nó sẽ tắt sớm hơn một tí. Lý do là đèn này nó khá là rẻ ha, khá là rẻ nha anh em. Nhưng mà an tâm đi, mấy cái đèn này mình test hết rồi, cháy nguyên đêm ok lắm, chỉ cần có nắng là được. Rồi chúng ta bắt đèn lên nè, hai cái T100 anh em. Đấy. Ánh sáng thì mấy video trước mình đã test ánh sáng rồi, cho nên bây giờ mình không test nữa nha. Đó, cháy ok ha. Đấy. Đấy, không anh em thấy nó hoạt động ok. Rồi mối thứ nhất, rồi mối thứ hai, rồi ok ha. Anh em nào đam mê mua hàng thì cứ liên hệ mình 076-687-4311 nha. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau. Đam mê thì cứ liên hệ nha mọi người, giá rất là yêu thương luôn ha, giá cực kỳ là ok luôn. Đấy.